Ngày 2 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, phù khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố 4 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra xác định với vai trò cố vấn pháp lý cho bị can Nguyễn Phương Hằng, Ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên, tham gia livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng 11 buổi từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Trong đó có một số nội dung chưa đủ cơ sở xử lý hình sự, tuy nhiên vẫn có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, phù khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hai lần trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án này vào tháng 9 năm 2022 và tháng 11 năm 2022. Sau lần trả hồ sơ thứ nhất, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra kết luận điều tra bao gồm nội dung hành vi sai phạm của bị can Hằng tại Bình Dương. Còn sau lần trả hồ sơ thứ hai, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can Nhi, Hà, Tân về hành vi giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng.